Ballet with siêu á. Được, chiều bạn luôn. Ballet with siêu. Ballet with siêu, siêu là con nào ấy nhỉ? Siêu là con nào ấy nhỉ? Con cầm khiên là con nào ấy nhỉ? À đây rồi. À không phải, đây 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 đây. Đây thì con này gì đúng không? Con này để mà chơi thì chơi sườn với khiên này đi. Đam 200% giáp này. Mình sẽ lấy, nếu như để cho nó OP hẳn thì mình lấy luôn cái tăng giáp mỗi quay ấy. Cái tăng giáp mỗi quay lấy 3 cái đấy luôn. Cho nó mỗi quay tăng 6 giáp để xem nó sẽ như thế nào. Đấy. Cho nó kinh khủng hẳn nhá. Spay cái nào. Ủa sao spay cái con này nó chơi kiểu gì ấy nhỉ? Sao nó lại không clear được, không đẩy được quái ra nhỉ? Anh em nhỉ? Cái con khiên này này. Cái con khiên này này. Cái con khiên này này. Anh bỏ vào chuẩn trang bị đó. Thực ra nếu như mà không muốn lấy trang bị thì bỏ qua được mà. Cộng giáp này. Anh em cho mình hỏi là cái cầm khiên ấy. Cái con cầm khiên này này. Thì bật cái khiên lên là spay đúng không? Thì tại sao cái spay của nó khi bật lên thì chả có tác dụng gì vậy? Con đó bị chỉnh sửa rồi anh. Đó chính là tính năng của con Blade. Anh kêu chưa đam nổ mà. Ừ thì để sao cũng được, chả sao cũng được. Anh có chạy đi đâu đâu mà lo. Nó bá quá bị chỉnh sửa rồi. À, anh chin thì mấy giờ vậy? Chắc là 10 rưỡi em nhá. 10 rưỡi. Do cái con kia đó anh. Anh chơi đơn. Anh chưa thấy. Chấn tần đấy. Hello anh dài. Hello ta là cọc. Anh vào cái bật luôn. Nổ đấy đạn. Đẩy đạn thôi á. Đẩy đạn thì cần gì? Bởi vì mình có cái mod đẩy đạn rồi có đâu nữa. Đẩy đạn thì cần gì nhở? Bởi vì bật lên nhá. Bật lên thì nó phải kiểu đẩy quái cho mình chứ. Đây nó chả đẩy quái gì cả. Thả tắt đi xong là để cho cái vũ khí của mình nó xoay nhanh hơn cũng sướng hơn đấy. Bật lên thì nó phải khỏe hơn. Như đây bật lên nó chả có tác dụng gì. Nó lại còn làm con nhân vật của mình nó chậm đi. Thì bật làm gì đúng không? Anh sủi làm em hơi cay á. Úi trời, em bình tĩnh. Làm gì mà vội thế? Đi đâu mà vội mà vàng vấp phải đá mà quàng phải dây. Đi dừng chân ghé lại đến đây. Chẳng đá nào vấp mà chẳng dây nào quàng. Giữ lại cái khiên nữa. Ok. Bro chơi xong, bro mượn cái cờ lê mấy đứa spam. Từ nãy giờ không làm gì có ai spam nữa đâu. Từ nãy giờ không thấy nào spam nữa. Tăng 200% đam máu speed của quái trong phần cài đặt nhanh. Chơi kiểu đấy là khoai sán phết đấy nhá. Chơi kiểu đấy khoai sán phết đấy nhá. Không đùa đâu nhá. Hi anh Dương còn cả đống kèo trong danh sách kìa. Em comment em chấm lại một phát để cho nó hiện lên cái phần bình luận đấy. Có biết ở video nào đánh vào anh xem cái. Chứ hai hôm nay anh cũng quên rồi. Lú quá lú quá. 10 tay speed này. Đa may mắn. Mua đồ free này. Một khiên nữa này. Mua đồ free nữa này. Giảm giá giữ lại này. Cây, dao. Thêm số lượng quái này. Tiếp tục này. Em tới được quay 158. Ôi trời ơi. Ngồi lên một quay 158 thì thôi tôi cũng chịu ông rồi. Bình thường ngồi đến khoảng quay bình thường ngồi đến khoảng quay 30 40 đã thấy mòn đít lắm rồi. Đây ông ngồi đến quay 158 ạ. Phải chấm luôn. Ô thi thoảng cũng thấy cái khiên nó động đậy kìa. Cái lớp kia bên ngoài ấy. Thi thoảng cũng thấy nó cũng động đậy kìa. Ui các bạn ơi, giờ có khi con này mình chỉ cần đứng im thôi các bạn ạ. Em chỉ sợ Mai làm câu hỏi thì kéo 99% này có đấy. Trời ơi, Mai là việc của Mai. Mai để Mai tính đi. Một cái khiên, một cái này. Từ từ lấy cái này. Bán cái dao đi, mua cái khiên. Thêm một cái khiên trắng nữa. Ok. Khéo bây giờ mình đứng in được rồi đấy các bạn ạ. Khéo bây giờ mình đứng in luôn. Mình không cần phải làm gì luôn ấy. Anh thử chơi con kỹ sư và con chăm né tránh đi.
đứng yên thật này các bạn này. Bây giờ mình đứng im luôn nhá, không làm gì luôn nhá. Nếu dùng minigun mà mua đồ tăng nhiều attack speed thì sẽ như thế nào? Nó sẽ mắc ở cái tốc độ bắn là 0.03 em nhá. Em có thể lên kênh của anh search cái video âm 5700 tốc chạy với 6 minigun ấy. Đấy, cái video đấy là video đỉnh cao của minigun đấy. Video đấy nó gọi là video siêu đỉnh cao luôn đấy. Máy anh cấu hình mạnh không để quay 1080? Máy cấu hình yếu mà, không khỏe lắm. Hút máu thêm 12 vết tinh. Zone đi, zone đi. 9 tốc chạy. Lấy tốc chạy cho đỡ âm. Xem nào, kiếm giảm giá này. Tầm này có khi là mua thì mua linh tai anh tinh thôi, chứ còn khỏe lắm ấy. Mình cũng khỏe lắm đấy, không phải mình đùa đâu nhá. Với cái sức mạnh như này thì mình quá khỏe luôn đấy. Em biết tại sao cái space không để lùi được khi xoay quanh đó anh. Nhưng mà không phải là đẩy lùi các bạn ạ. Các bạn có thấy là cái khiên nó cứ đứng im không? Cái lớp khiên ngoài cùng nó cứ đứng im nhá. Đáng ra nó phải động đậy cơ. Đây 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 đây, nó vừa nhích một phát kìa. Nó vừa nhích một phát kìa. Hay là do attack speed nhỉ? Vậy anh đứng im đến quay 20 luôn đi anh. Đứng được anh đứng luôn đấy. Ô sao lại được cộng cả hút máu thế kia. Hay nhằm hồi máu thế kia. Ủa sao lại được cộng hồi máu vậy? Nó chỉ chống đạn thôi. Đẩy đạn hay sao ý? Thực ra là đẩy đạn hay không thì mình không cần, bởi vì mình cần cái khiên. Ô sao lại được cộng hồi máu nhỉ anh em nhỉ? Ừ sao lại được cộng hồi máu vậy? Ủa sao lại được cộng hồi máu ta? Sao lại được cộng hồi máu ta? Ủa? Sao lại được cộng hồi máu vậy? Mình có làm gì đâu mà được cộng hồi máu vậy? Thế sao em thấy có video anh ghi là hủy diệt quê 200 á? Em lại điêu. Chả có cái video nào trên kênh anh là anh ghi như hủy diệt quê 200 cả. Anh còn chưa bao giờ đặt chân đến cái quê 150 huống hồ chi là quê 200. Em lại bịa rồi. Tính chất của nó làm con lửa kết hợp với con người rừng cũng được. Vào quê anh bật phím cách luôn đi thì khiên ngoài mới gây đam. À thế à? Phải bật luôn á? Phải bật luôn á? Phải bật sớm à? Thủy diệt quê 20 đấy. Làm gì có chuyện anh chơi đến quê 200. Ô sao thi thoảng mình vẫn được cộng hồi máu là thế nào nhỉ anh em nhỉ? Anh em để ý nhé, thi thoảng mình được cộng hồi máu nhá. Đấy, được cộng 1 kìa. Ui anh em thấy không? Đứng im luôn mà. Không cần phải làm gì luôn. Không cần phải làm gì luôn đấy. Anh có hồi máu không phải là hồi máu. Ở đây anh bảo là đang cộng chỉ số hồi máu mỗi giây. Là cái mỗi không phải mỗi giây. Mà là thi thoảng nó cộng cho mình hồi máu ấy. Cái này em vừa như thế nó chỉ có 15, 16 không? Bây giờ 20 rồi này. Anh xem thử tính được con siêu á. Ok ok. Để xem nhá. À, cộng 2 đam cho mỗi một giáp mà mình sở hữu này. Không thể sử dụng vũ khí tầm xa. Cộng 1 hồi máu cho khi mà giết được 200 quái. Ừ bảo sao. Ra là rựa, ra là rựa. Ok ok. Vậy thì đã hiểu, đã hiểu. Đã hiểu, đã hiểu. Được rồi đi thôi. Ok ok. Đấy biết ngay. Ừ đúng 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 đúng. Xem thử siêu. Ừ đúng rồi. Ok ok anh em ạ. Chưa đọc kỹ, chưa đọc kỹ, chưa đọc kỹ. Chưa đọc kỹ, chưa đọc kỹ. Ui. Thế thì bây giờ mình bỏ bàn phím ra luôn. Mình không thèm đứng luôn. Ui từ 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 từ. Từ 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 từ. Hơi bị mạnh miệng đấy nhá. Hơi bị mạnh miệng đấy nhá. Lại cái con trâu khi nó lao vẫn không đỡ được ạ. Úi 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 úi. Ngon ngay, ngon ngay. Gáy. Tí nữa thì chết thì gáy đúng rồi. Đánh hết, đánh hết. Đấm hết, đấm hết. Hết hồn, hết hồn. Hết hồn cái hồn còn nguyên.
Ok, xong quay 8 này. Ờ, tăng thêm chí mạng không nhở? Chắc là không đâu. Bỏ đi. Cái này lấy này. Cái này lấy thêm 9 máu. Trừ 3 giác tăng 25% đam. Cũng không cần thiết lắm. Bởi vì đam mình cũng đang khá khá rồi. Bảo vệ tuyệt đối. Đúng rồi. Không có ý em. Ý kiến em thì chỉ thức cái gì đâu. Ồ. Lick với OP đi anh. Trời ơi, sao nhiều người thích xem lick à OP thế nhở? Con OP đấy lag lắm, không muốn chơi đâu. Tiết kiệm này. Đổi kèo đi anh, chán quá. Ôi, con này nó bá đạo sẵn mà. Gì chứ, mình vẫn phải chơi đến quê 20 em ơi. Đã vào kèo là phải chơi đến quê 20. Sao em chơi mãi mà không rút ra được đồ với nhân vật gì hết á? Làm sao có chuyện là không mở khóa được. OP đâu phải Delta đâu. OP thì là con Delta là con nào? OP mà không là con Delta thì là con nào em ơi? Ok, bye bye Minh Khang nhá. OP là con Delta đấy, còn gì nữa. Anh chưa khiên người đá đi á. Con nào win ra súng rồng? Con Demon. Demon win sẽ ra súng rồng. Sao nó được kìa? Ok em ơi. Con dấu hỏi chấm trên mặt á. Con đấy nó phải con OP. Em bị nhầm à? Con OP nó là con Delta. Chứ còn làm sao mà có thể nhầm lẫn được. Không thể nhầm lẫn được. Con OP là con Delta. Chả bao giờ anh ghi trên hỏi chấm trên mặt là con Delta đấy cả. Tam giác và tác giam. Đúng rồi, con tam giác đấy cả. Nó là con tam giác đây. Ừ đúng rồi, cùng lòng con. Khác gì đâu. Đam nổ này. Ôi lại thêm tiết kiệm cái này. Ôi lắm tiết kiệm thế nhở. Lắm tiết kiệm giáp băng này. Tiếp tục luôn này. Con Infinity đấy là con gian đục chỉ số mà. Chứ đâu phải là con OP đâu. Em nhầm rồi. Chắc qua video tour. đúng. Chắc vừa qua vừa tour rồi. Chết dở. Này không được rồi. Sợ nó có dấu hỏi chấm. Cháo giờ anh để con OP là con có dấu hỏi chấm cả. Cháo giờ anh để trên mặt con OP có dấu hỏi chấm cả. Con OP nó có mỗi cái hình tam giác thôi chứ làm gì có hỏi chấm ở trên mặt nó đâu nhỉ? Thử thả tay trong quay Elite đi anh. Xong trận chơi cây với vô diện. Anh thử mua điện thoại trên. Qua lại video kể là kiểm chứng. Con Ultimate Combo. Chí mạng giáp. Thêm giáp này. Thêm hồi máu này. Cái này này. Giờ mà rút được cái tăng attack speed từ giáp thì ngon này. Tăng attack speed từ giáp thì là cực kỳ ngon rồi. Nếu như mà ra được thì lúc đấy thì nó quay cái vòng tròn kia nó xoay ra thì thôi. Đam may mắn này. Thêm số lượng quái này. Ờ, thêm hồi máu trừ 30% đam. Không muốn lấy lắm nhỉ. Thêm được 15 hồi máu mà trừ những 30% đam thì không hợp lý lắm. Tăng 15 speed. Ồ, tăng 2 vết tinh từ giáp. 700 tiền. Mua được khá đấy. Cộng một số vũ khí này. Tí lấy sau nhá. À thả tay à. Ok thả tay. Thả tay thì thả tay. Thoải mái luôn. Buông tay luôn nhá. Không làm gì luôn này. Steam bảo hơi đau. Sao đấy.
có nhiều thứ ngăn cản ông ấy món đồ đó lắm. Ồ hò. Quên 12 thả tay đi. Quên 12 á, ok. Ok ok ok. Anh thử con Believe với con đấy hay phết. Ồ bro cho con Nightbot đi. Mình cũng chưa xét con Nightbot cơ. Khi nào anh chơi con Mr. Jam với con nào đóng băng đi. Lại chơi theo kiểu vừa đóng băng vừa gây điện à. Vừa điện giật à. Mới mua Uno với cả đống game. Ồ anh chơi con Baby với con Mod Dimensive. Thử coi có cả 12 tay này không. Thì đứng im đi thấy. Chả thả tay đây. À quên 12 á. Thử x2 vô diện á. À hết xả. Lại thích tăng độ khó nữa. Được. 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 Hôm nào sẽ làm x2 vô diện nhá. Ồ xem vào kinh nghiệm này. Giáp xẻng này. Toàn ra cái gì ý nhỉ? Nó không ra cái mình cần ạ. Trừ 25 25 giáp. À nhầm 25 máu. Tăng 10 giáp. Tăng 12 đam và 5. Tiết kiệm đi anh. À ừ. Tiết kiệm thì vẫn tiết kiệm chứ. Nhưng mà mình đang muốn tìm cái tìm cái gì đó nó đặc biệt một tí mà đang không thấy này. Tăng lóc khiên lại á? Cần gì phải lóc khiên lại? Không cần phải lóc khiên lại đâu. Tăng thêm 10% quái này. Ôi chắc là 10% quái được rồi nhỉ. Thế thôi, không cần nhiều đâu. Nào, tiếp tục. Cái này lấy được này, tăng 10% mỗi giây. Ok, 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 ok. Đây nhá, đứng im nhá, từ từ bật khiên. Bật khiên, bật khiên. Đây nhá, đứng im nhá các bạn nhá. Đứng im đi nhá, không làm gì đấy nhá. Đây nha các bạn nhìn nhá, đứng im nhá. Ok chưa? Ok hello Tuân nhá, hello gì phim phim. À review phim, lâu lắm mới gặp. Em thắng độ khóa 5. Nhờ có kỹ sư, à, không biết mod kết hợp với ba. Không em ơi, chưa hiện tại thì chưa có con nào có thể kết hợp được ba con nhân vật với nhau cả. Mod yếu thế, bởi vì đam mình to. Đam mình to ấy trưởng ra rồi. Tầm này boss làm sao mà đỡ được mình nữa. Còn OP vãi. Khỏe mà, khỏe vãi trưởng ra luôn đi. Sổ các bạn nhìn này. Đấy nhá, đứng im đi nhá. Theo lời anh em là mình đứng im không làm gì luôn nhá. Đứng im luôn nhá. Ui, số lượng tiền ở trong số lượng tiền ở trong túi của nhiều hơn số lượng tiền mình có. Tăng speed này. Attack speed thì đây thêm attack speed này. Đây rồi. Tăng attack speed đây rồi. Tăng attack speed từ giáp này rồi. Ngon đây rồi. Chờ mãi, chờ mãi. Chờ mãi, chờ mãi. Tăng hai vetting này. Không lụm tiền mà anh. Mình sẽ cần gì lụm em ơi. Tí lụm sau. Mấy cái đồng đấy tí lụm sau. Ôi, tăng slot vũ khí đây nữa rồi. Ok này. Đây giảm size map này. Thêm một khiên nữa này. Ok vào quay tiếp theo này. Ui xổ xoay tít chưa anh em ơi. Ui xổ anh em nhìn cái xoay kìa. Nhìn cái vòng tròn ở giữa nó xoay kìa. Tắt cái khiên ngoài đi để cho anh em xem cái vòng tròn ở ngoài nhá. Ấy các anh em nhìn nó xoay kìa. Xoay ảo. Ảo giác không? Ảo vãi trưởng luôn. Ghê luôn mà. Tăng 200% ở trong cái đạt ta. Úi xời, thích thì được ngay có gì đâu. Nhưng mà chơi kiểu đấy thì hơi mất thời gian. Bởi vì nếu chơi thua thì phải chơi lại. Ảo vãi, ảo ư, ừ, ảo thật mà. Anh đợi em, ok, anh chờ em. Chơi con lửa với con người rừng đi. Con lửa với con người rừng à? Con lửa với con người rừng thì để mai mình làm video nhá. Đắc bùn bùn nhá. 6 cái đỏ bố viên xanh nó đẹp sao sao ấy. Xoay ảo vãi tìa. Trưởng à nhặt tiền, nhặt tiền. Quên mất không nhặt tiền. Quên mất, quên mất. Nào, xem vé số được cái gì không nào. Úi trời ơi, vé số không được cái gì ạ. Ảo chết đấy. Vé số không được cái gì luôn ạ. Nhiều quái, nhiều cây hơn. Ồ giảm size map không? Giảm size map mình nghĩ là từng kia chắc là ok rồi. Bây giờ mà giảm nữa, ô đây rồi. Thêm một slot vũ khí nữa. Giờ như nào? Lấy thêm một cái nữa nhở. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái xem lấy thêm cái nào cho nó hợp lý nhỉ.
cái khiên thì ok lấy cũng được ấy, nhờ mình đã muốn lấy một cái vũ khí khác. Cái này 300 chấm đam, cái đam to thế nhở, 100% range này. Lấy thêm một cái material ít quá, chẳng qua là mình không thích cái chứ. Đây này, đây này, đấy. Bây giờ anh em thấy elite này. Ui giời, ui giời, ui 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 ui, máu mình tụt liên tục kìa. Ui từ 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 từ, ui mẹ tí chết, ui tí chết ạ. Ui ôi, ui mẹ tí chết ạ. Ui ôi, ui ôi, ui tí chết kìa. Ui ôi, mẹ tí chết ạ. Vãi đái thật. Ui ôi, tí thì cút, tí thì cút, tí thì cút, tí thì cút thật. Gáy gáy gáy, cái tội gáy. Ô sao phải pha đấy mình lại kiểu tụt máu nhanh thế nhở? À do con mini boss đấy là không đứng im được. Không phải là máu yếu quá, mà là do cái con mini boss đấy nó sẽ áp sát con nhân vật của mình, chứ nó không kiểu đi xa xa như con tê giác vừa nãy. Đúng rồi, spray nó có tác dụng gì đâu. Pha vừa rồi spray không tác dụng. Cái này tăng thêm né tránh này, cái này sẽ tăng thêm hồi máu này, cái này tăng thêm 15 lắc này. 8 vũ khí rồi kìa. Kết thúc elite à? Không nhá, tập này thì kết thúc elite cái gì. Một khiên đỏ nữa, vãi trưởng thật lắm, khiên đỏ thế. Ô tôi bỏ qua một cái vé số rồi. Thì thoảng ra là cái vé số ấy, ngồi chơi kiểu hên xui cũng hay ra phết. Mua đồ free. Thử đứng nguyên ở W20 xem có chết không á. Ờ được, nếu như bạn đã muốn thì tí nữa mình sẽ chơi. Còn bây giờ thì mình roll, mình kiếm mấy cái đồ mình cần cái đã. Mấy cái đồ linh tinh á. Ta thêm 10 hút máu trừ 15 hai vết tinh. Ồ thêm là cái gì nhỉ? Tăng đam từ attack sp từ speed. Ô sao rồi, được không có 7. À đam đang bị lỗi. Lỗi là do cái đam mình đang sở hữu không phải là đam thật. Nó là cái đam được tăng từ cái item chú hè cái lên. 200 attack speed và 5000 range thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Nếu như bây giờ mình lấy cái 200 attack speed và 5000 range thì nó sẽ như thế nào các bạn? Hả các bạn? Có nên lấy không? Lấy đi á, mình lấy mình sợ chết lắm. Lấy là thua, đúng rồi, lấy là thua đấy, lấy là thua đấy. Lấy là thua đấy, thôi nhá. Không lấy nhá. Lấy là cút đấy, lấy là cút đấy, thêm hút máu này. Lấy cái đấy là cút luôn đấy, đừng có đùa. Wow, anh em thấy item gì đây không? Anh em thấy cái item gì đây không nhở? Nếu như mà thấy thì cho mình sim phim thấy cái nhở. Sim từ thấy cái nhở, comment. Nhanh vào luôn nhở. Lấy vội chứ còn gì nữa. Không lấy không mà điên. Không lấy người ta bảo là điên đấy. Ô, lại thêm cái tiết kiệm nữa này. Nào, xem nào. Xoài tít thế. Mù rồi. Vãi trưởng mù rồi luôn ạ. Ui, 1500 đam kìa. Không thấy gì cả. Đau mắt quá. Ảo giác. Cái gì? Câu nói quen thuộc ở trên live. Không lấy có mà điên. Bỏ kia ngoài đi anh. Bỏ mà. Tắt kia ngoài đi. Tắt luôn rồi. Chắc chắn là tắt luôn rồi. Ủa các bạn nhìn trông này. Khác gì cái anh em mà hay chơi cái hồi xưa mà anh em chơi cái trò mà đập cái nắp chai thủy tinh ra xong bắt đầu mà đập dẹp ra xong mà mài để mà chơi cù xoay rút dây không? Ấy giờ nhìn cái con nhân vật này nó chả khác gì cái đấy cả. Sau mặt tê mấy ông comment hả vãi. Sau năm khác gì. Em cầm đi thôi. Bỏ kia ngoài đi đến W20. Ok, tí chơi. Tí sẽ bỏ kia ngoài W20.
xem nó bán cái bức nào. 9 máu này, 4 giáp này, nhiều giáp ra phết nhở. Cái này lấy được này, 10 jump map. Xem mà nó còn cái gì không, thêm tí chí mạng này. Sao chí mạng ít thế nhở? Chí mạng đang hơi ít nhá. Cái này cộng trăm 220 tinh này, 520 tinh nữa luôn, trừ 25 máu tăng 75% đam. Đam quá nhiều rồi, không cần phải lấy thêm đam đâu. Tầm này là đam quá nhiều rồi. Đam tăng thêm chí mạng à? Cái này đam đốt à? 1800 tiền. Ok. Quê 17 chắc chắn là có con đẻ trứng. À, quê 17 có con đẻ trứng à? Được. Nhưng mà ít máu á. 100 máu thì chắc đủ chơi rồi. Cái mod mà có con proto dùng phân thân như anh tự biết. Như gì? Như anh tự biết. Phân thân như anh tự biết là phân thân gì? Tơn sau chơi đam nổ á. Tơn sau sẽ chơi tuần sau sẽ chơi rock và bull nha anh em nhé. Rock và bull, bull và rock. Con quay vô cực, con quay vô cực. À, con quay vô cực đợt đấy mình cũng xem. Chơi chỉ số full xanh á. Chỉ số full xanh mình chơi rồi, mình làm rồi. Con Brutato. Brutato phân thân là con nào ấy nhở? Brutato phân thân là con nào anh em nhở? Brutato phân thân là con nào? Rock Bull á. Ờ đúng, tí chơi Rock Bull đam nổ luôn. Đập dẹt ra mày nó xèn xèn à. Xèn xèn à. Xèn xèn à. Sùng xèn à. Hay là cái gì. Nói chung nó là cái, nó là cái đập dẹt từ đắp chai ra xong bắt đầu là chơi đấy. Đấy, nó đấy. Là nó đấy. Là chính nó đấy. 3.000 tiền ạ. World 17. World 17 3.000 tiền thì từ hỏa là đỡ làm sao được đây. Đỡ làm sao được đây, đấy làm sao được đơ. Đấy làm sao được đơ. Nào, tiếp tục luôn nào. Ô, tăng thêm một slot vũ khí nữa này. Thế thì phải lấy thêm một slot vũ khí nữa. Lấy thêm một vũ khí nữa, một khiên nữa đi. Quê 17 này. Ôi trời ơi, các bạn nhìn. Các bạn nhìn Elite ở quê 17 kìa. Illusion là con vân thân á trong Extetonian. À, Illusion à. Ok nhá, ok ok. Con gì? Con này chưa được mà anh. Lúc trước anh làm video full xanh còn cái Bossy chưa được mà anh. Oh. Bữa thấy mod game này mod tỷ lệ ra thêm vũ khí 25%. Anh em nào cũng được đá mát lạnh siêu ngon ngon. Đang điếu nước cái sao ấy. Thế mở anh em của nước đá luôn ạ. Cái mặt nạ heo kia chỉ đều đem dần dần. Mặt nạ nguyên tố. Ồ. Ui xồi 3.000 đam kìa. Anh em có nhìn thấy 3.000 đam không? Mai có like không? Mai tùy thôi. Tùy tâm trạng. Tùy anh em. Anh chơi con ruồi kết hợp với con fire. Thề chứ. Lắm là mình thi thoảng mình đọc thấy comment là anh chơi con ruồi đi. Mà mình còn chưa biết con ruồi là con gì ạ. Không biết con ruồi là con gì luôn á. Đảm bảo luôn là mình chưa biết con ruồi là con gì luôn á. Anh em comment là mình không biết con ruồi là con gì luôn á. Thề. Nào, tiếp tục nào. Quê tiếp theo nhỉ anh em nhỉ? Quê 18 đúng không? Được rồi, quê 18. Tiếp tục. 4823 đam kìa vai. Đây, cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Nhìn giống con ruồi á. Nhìn giống con ruồi là con nhân vật nào mới là quan trọng chứ. Chỉ số cuối là gì đấy, là độ sắc bén của vũ khí assassin nhá. Chỉ số đấy chỉ áp dụng cho vũ khí assassin thôi. Em cài đặt siêu nhiều game. Sao anh kêu đứng im? Đi ra đứng im đấy. Thi thoảng di chuyển tí cho nó đỡ cuồng tay cùng chân. Con là mod Extetonian à. À. Cái con đấy là cái con nhớ rồi. Con đấy mình từng làm rồi. Con đấy mình từng làm rồi. Rồi. Con ong đấy mình nhớ rồi. Tưởng con nào. 8.000 hai vết tinh ạ.
vãi trưởng thật. Nào quay 19 này. Là ruồi, nó là ong. Ruồi đâu? Con đấy là con ong. Ruồi đâu mà ruồi. Nó là con ong đấy. Bởi vì nó có mấy cái vũ khí liên quan đến ong mà, thì nó rất là ong đấy. Không phải ruồi đâu. Chắc chắn luôn đấy. Không mua đồ luôn. Ui, cần gì mua đồ. Tầm này cần gì mua đồ. Không, ong. Nghe anh. Ong đấy. Ong đấy. Không phải ruồi đâu. Em đang chơi bản mod extension này. Ờ, 8.000 harvest hay 8.000 tiền anh? 8.000, 8.000 gì? À, tiền là 13.000. Tên của nó dịch trong tiếng Nhật là ruồi á. Ô, hỏi chấm. Nó là tiếng Anh mà. Con đấy nó không phải là tiếng ấy đâu. Ờ đúng rồi, nó là con ong đấy, không phải con ruồi đâu. Nó là con ong chứ làm gì phải con ruồi. Nào, W20 anh em ơi. Chiến W20 này. Chiến W20 này. Đứng im luôn nhá. Đấy, theo yêu cầu của anh em phải đứng im đi nhá. Không thèm nhìn luôn, mình còn đang đọc chat thế này. Anh có dám cược không? Nó là con ruồi ấy, còn ai nhầm chứ nó chết nó là con ong chứ còn con gì nữa. Nó lại lắm ông của con ruồi ấy nhỉ. Mua cái tao máu theo tiền thì bán luôn. Ôi trời, cần gì. Bạn ơi, giờ khỏe lắm rồi. Cái mod character đi anh. Toàn con thú vị. Mod character á, có rồi mà. Anh có. Ruồi, lại ông nữa comment ruồi, lại ruồi. Em sắp bay màu rồi. Có cái vòi ruồi, có cái vòi ruồi á. Ong nó không có vòi mà. Ảo giác. Cá không anh? Không. Làm gì phải cá. Làm gì phải cá. Con ruồi anh ạ. Rồi, ok. Vậy thì nó là ong chứ không phải ruồi, được chưa? Theo ý anh em thì nó là ong, nó không phải ruồi đúng không? Anh em đúng không? Đấy, anh em comment là ong không phải ruồi kìa. Đấy, đấy. Anh em cứ comment trêu mình ý, chứ còn trong đầu anh em nghĩ là ong, anh em trêu mình đúng không? Con rồng anh ơi, vãi trưởng. Con rồng. Con rồng luôn mà. Vãi trưởng thật. Đấy, anh em. Anh em lại cứ trêu mình thôi. Cứ comment ở trên là ruồi, nhưng mà thực ra nó là con ong. Anh em cứ trêu. Ôi, mình biết rồi. Anh em trêu mình, biết rồi. Anh em comment trêu mình biết rồi. Chúng ta cùng sang cào mới anh em nhá. Cào mới, cào mới, cào mới, cào mới, cào mới, cào mới.